Chào mừng các em. Thầy đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Hôm nay thầy sẽ cùng các em đi giải đề thi Olympic Toán Kangaroo năm 2011 dành cho lứa tuổi lớp 5, lớp 6. Chúng ta bắt đầu. Bài số 1. ở trong các bài giảng này thì thầy sẽ để nguyên đề bài bằng tiếng Anh và qua đó thầy sẽ dịch đề. Các em có thể học luôn các thuật ngữ toán bằng tiếng Anh. Chúng ta sẽ dịch đề bài thứ nhất. Bạn ba xin muốn want to paint the word kangaroo. Ba muốn sơn cái từ kangaroo và anh ta sơn mỗi ngày một chữ. Anh ta bắt đầu sơn vào ngày thứ tư. Hỏi đến ngày thứ mấy thì anh ta sơn cái từ cuối cùng. The last letter. Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là chúng ta thấy chữ kangaroo này sẽ có 8 chữ Như vậy anh ta cần 8 ngày để sơn 8 ngày để sơn mà lại bắt đầu vào thứ tư Như vậy thứ tư là bắt đầu sơn chữ K Chúng ta cần thêm 7 ngày nữa Vậy thì sau 7 ngày nữa thì nó sẽ quay tiếp tục quay lại là thứ tư của tuần tiếp theo Các em lưu ý rất nhiều em sẽ làm nhầm ở bài toán này là em nghĩ rằng là 8 8 mà cứ 7 ngày một tuần nên là em cộng thêm một dư 8 chia 7 dư 1 em cộng thêm một ngày và nó rơi vào thứ năm của tuần tiếp theo đó là đáp án không chính xác bởi vì ở đây là ngày thứ tư thì bạn Bazin này, bạn ấy đã sơn rồi. Như vậy chúng ta thấy đáp án của bài toán này phải là câu C, phương án C, Wednesday. Chúng ta tiếp tục bài số 2. A motorcyclist, một người lái xe, đã lái xe được khoảng cách là 28 km trong 30 phút với vận tốc không đổi, hỏi anh ta đã lái được bao nhiêu km trong 1 giờ trong mỗi giờ bài toán rất đơn giản 30 phút lái được 28 km như vậy là một giờ thì gấp đôi của 30 phút chúng ta sẽ được là 28 nhân 2 là 56 km vậy đáp án trả lời là phương án C bài số 3 một hình vuông a square paper is cut into two pieces using a single straight cut các em chú ý ở đây là một hình vuông, square là hình vuông, single là đơn, straight là đường thẳng. Như vậy tức là cắt một nhát thẳng. Vậy thì cái hình vuông này sẽ được cắt thành hai phần bằng một nhát cắt thẳng. Và câu hỏi là which of the following cannot be the shape of either piece? Có nghĩa là những cái hình nào dưới đây thì không thể là cái miếng mà chúng ta nhận được sau khi cắt. Các em chú ý qua bài toán này chúng ta có thể học được một số từ mới. Thứ nhất, square là hình vuông, rectangle là hình chữ nhật, right angle triangle là hình tam giác, pentagon là hình ngũ giác, hình ngũ giác là hình có 5 cạnh, và isosceles triangle là hình tam giác cân. Vậy thì thầy sẽ có hình vuông như sau. Nếu như thầy muốn tạo thành một hình chữ nhật, các em thấy là rất khó, chúng ta không thể tạo thành hình vuông. Bởi vì nếu muốn tạo thành hình vuông ấy, thì chúng ta phải cắt hai nhát rồi cắt một nhát thì chúng ta ví dụ như này thì chúng ta chỉ tạo thành hình hình chữ nhật thế còn thầy sẽ tạo được thành hình tam giác vuông đây là hình chữ nhật chúng ta nhận được còn hình tam giác vuông thầy sẽ tạo được bằng nhát cắt như sau các em thấy là với nhát cắt chéo như này thì thầy sẽ được tam giác theo cái chuột chỉ của thầy đây là tam giác vuông đồng thời đây lại nhận được một hình gì nằm cạnh hơn nữa chúng ta nếu chúng ta cắt để cho hai cái khoảng cách này giống bằng nhau hai khoảng cách mà chuột thầy chỉ đây bằng nhau thế thì chúng ta được cái tam giác này là tam giác cân như vậy bốn phương án B, C, D, E đều có thể xảy ra tức là đáp án của bài này toán này là phương án A không thể nhận được hình vuông chúng ta tiếp tục với bài toán số 4 bài toán số 4 như sau một cái bạn tên là hamster friend này mà muốn đi đến thăm một cái vùng đất người ta gọi là Land of Milk and Honey thì trên cái đường đi của anh ta để đến được cái vùng đất này thì anh ta phải đi qua một cái hệ thống các kênh, các kênh rạch. Các em có thể nhìn dưới hình ảnh đây là hệ thống các kênh và người ta cho người ta cho biết rằng là có 16 pumpkin hạt bí ngô ở đây có thể là 16 cái hạt. Ở đây cái chấm đen này chúng ta thử đếm luôn 1 2 3 6 này, 10 cộng 16 bên này nữa là 16 ở ờ, đặt ở hệ thống các kênh này Đấy. và chiều vào đây and uh, and chance and line up and honey là chiều ra đây thì người ta câu hỏi đặt ra là gì what is the highest number of pumpkin seed tức là có nhiều nhất bao nhiêu cái hạt bí ngô mà cái bạn này bạn ấy có thể nhặt được nếu như nhặt được trên cái đường đi này từ đây để ra đến đây nếu như mỗi một cái giao lộ tức là gian sân ở đây là mỗi một cái ngã này, này anh ta chỉ được đi không được phép đi quá một lần vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích chúng ta để ý đến một số những cái điểm chúng ta thấy là nếu mà chúng ta đi về góc bên này thì rõ ràng là không được rồi không thể có quay lại được bởi vì lúc đấy cái cái giao lộ mà chỗ con chuột thầy chị ở đây thì sẽ quay lại lần thứ hai như vậy chúng ta mất một cái cái này cái tận cùng bên trái không đi được tiếp theo chúng ta thấy là hai cái vế trái và vế phải này hai cái góc ngay ở phía trên này thì nếu chúng ta đi sang chúng ta đi xuống ở cái chỗ Chuột tài chỉ nếu mà chúng ta rẽ phải thì có một điều là chúng ta sẽ không thể lên được bên trái này nữa bởi vì muốn lên bên trái kiểu gì chúng ta phải đi đến đây và đi lên thì chúng ta lại bị trùng mất rồi và ngược lại chúng ta đi sang bên này thì chúng ta cũng không thể sang bên phải được nữa tương tự các em sẽ thấy là có hai cái dao ở hai góc này rõ ràng là chúng ta thấy là những cái cặp như này thì chúng ta chỉ được chọn một trong hai như vậy ít nhất là thầy đã mất ba cái hạt không thể nhận được rồi bây giờ thầy sẽ có một cách đi như sau đầu tiên dây xuống đây sau đó thầy lựa chọn đi sang bên trái bên phải của cái hướng đi nhưng bên trái của màn hình các em thấy là muốn nhặt được nhiều thì mình cứ đi sang bên này xong mình vòng lại rồi, tiếp theo thầy sẽ đi xuống đi sang thầy biết là mất ba cái rồi ở đây có 16 mất ba thì thầy sẽ cố gắng đi được 13 bây giờ chúng ta đi xuống đi sang đi lên rồi bây giờ chúng ta sẽ đi lên đi sang các em thấy không hai cái này chúng ta đã bị mất một cái hai cái này chắc chắn sẽ mất một cái và đây chúng ta sẽ không thể lên được đây hoặc đến đây chúng ta đi sang đây đi xuống đi sang thì chúng ta mất cái viên dưới hoặc chúng ta đi xuống đi sang đi sang chúng ta mất viên trên à, có nên có các có thể có các cách khác nhau tuy nhiên tất cả các cách đều cho chúng ta một kết quả đó là chúng ta chỉ có thể nhặt được tối đa là 13 vậy đáp án của bài toán này là 13 tiếp theo bài số 5 ở Crazy Town ở một cái vùng này thì tất cả các ngôi nhà ở phía bên phải của con đường đều được Ảnh số lẻ tuy nhiên ở cái người dân ở đây thì họ không sử dụng những cái số don't use number which containing the uh, contain the digit 3 digit là chữ số tức là họ sẽ không dùng chữ số 3 có thể là do quan điểm của họ con số 3 là có thể không may mắn nên là họ sẽ không dùng cũng giống như ở Việt Nam thì chúng ta thấy là một số tòa nhà sẽ không có số 13 không có tầng 13 mà sẽ là thay vào đấy là tầng 12A hoặc 12B rồi và bây giờ người ta có như sau cái ngôi nhà đầu tiên ở phía bên phải của con đường được đánh số 1 và những cái nhà sau đó thì được đánh số theo thứ tự tăng dần hỏi cái ngôi nhà ở thứ 15 ngôi nhà thứ 15 chứ không phải là ngôi nhà số 15 nhé ngôi nhà thứ 15 của cái dãy nhà đấy sẽ đơn số thứ bao nhiêu trước hết các em chú ý là một số từ ngữ như là digit là chữ số increasing order or, hay là là thứ tự tăng dần còn decreasing order tức là thứ tự giảm dần vậy bây giờ thầy sẽ thấy là tất cả các số mà có thể viết được có thể dùng để đánh số là số 1 số 5 số 7 số 9 chú ý là chúng ta bỏ đi qua số 3 số 11 chúng ta sẽ không dùng số 13 được 15 17 19 21 25 27 29 đến đây chúng ta hết sức cẩn thận số 30 cho đến 39 đều có chữ số 3 ở hàng chục nên chúng ta bỏ qua không dùng tiếp theo số 41 45 47 như vậy chúng ta sẽ thấy là cái nhà thứ 15 của dãy đấy sẽ được đánh số 47 và phương án E là phương án trả lời của bài toán này. Tiếp theo, bài số 6. Bài số 6 đây bài yêu cầu như sau, cái hình hộp chữ nhật ở dưới đây. Dưới cái hình ảnh này là mô tả một cái hình hộp chữ nhật. Tất nhiên là nó bị tuy nhiên nó bị khuyết mất một cái phần và người ta hỏi là cái phần nào trong các hình dưới đây sẽ lấp vào đây để đã tạo thành một hình hộp chữ nhật. Thì các em thấy là cái hình này nó sẽ bị phải thừa ra một cái ô để lấp vào cái phía dưới này đồng thời nó sẽ có một cái chữ l để lấp vào cái mặt trên cùng này vậy thì chúng ta sẽ thấy ở uh, đây cái này không được rồi vì cái này nó phẳng nó không có cái ô lọ lồi ra này cái này cũng phẳng cái này có lồi nhưng mà chúng ta sẽ thấy là nó bị ngược nếu mà chúng ta đặt cái, cái đỉnh này vào đây thì cái này sẽ bị ngược ra phía ngoài cái này thì không được rồi cái này nó không có hình chữ L và đến đây chúng ta thấy hình E chúng ta đặt cái hình lập phương nhỏ này đặt khít vào đây thì tự khắc là cái hình chữ L này nó sẽ lấp được vào phía trên này như vậy đáp án là E chúng ta chú ý từ mới ở đây là hình hộp chữ nhật rồi Ok bài số 7 bài số 7 đề bài như sau người ta rót 1.000 lít nước vào trong cái miệng ở trên cùng của cái ống nước này ống nước à, mô tả như hình vẽ và mỗi một lần chúng ta chú ý là mỗi một lần cái ống rẽ nhánh thì lượng nước sẽ chia làm hai phần bằng nhau tức là nếu mà gặp cái nhánh này thì một nửa sang bên phải một nửa sang bên trái câu chuyện đặt ra lúc này câu hỏi đặt ra lúc này là hỏi cái lượng nước mà chứa vào đổ vào y là bao nhiêu là bây giờ thầy coi như là đổ vào đây là một một lượng nước thì sau cái nhánh thứ nhất mỗi bên sẽ được 1/2. Đến đây, cái nhánh thứ hai thì mỗi bên sẽ được 1/4. Đến cái nhánh thứ hai ở phía bên này cũng vậy, mỗi bên được 1/2 chia cho 2 được 1/4. Bây giờ thầy sẽ cộng này. Chỉ có nhánh 1/4 này xuống x, còn lại ba cái nhánh 1/4 này xuống y. Như vậy lượng y xuống, lượng xuống y sẽ gấp 3 lần lượng xuống x. Và từ đây chúng ta thấy là 4 phần ứng với 1000 lít, vậy 3 phần sẽ ứng với 750 lít. Và chúng ta có đáp án là D. Rồi, ok, đáp án là D. Thầy tiếp tục bài số 8. Cái ngày mùng 1 tháng 3 năm 2005 thì có chứa ba cái số lẻ liên tiếp theo thứ tự tăng dần. Ở đây là người ta viết theo thứ tự là ngày, tháng và năm. Người ta chỉ dùng hai chữ số cuối cùng của năm. Và đây cũng là cái ngày đầu tiên. This is the first date with this feature. Tức là đây là cái ngày đầu tiên có cái tính chất này trong thế kỷ 21. Nếu tính cả cái ngày 1 tháng 3 năm 2005 đó thì có tất cả bao nhiêu ngày có tính chất như vậy trong thế kỷ 21. Ở đây người ta chú thích thêm là phải viết dưới dạng là mắn mm tức là dùng hai chữ số để viết ngày, hai chữ số để viết tháng và hai chữ số để viết năm, tức là chỉ viết hai chữ số cuối cùng của năm có tính chất này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy nhá. Một số từ mới này, còn executive là liên tiếp này và odd number là lẻ này bây giờ chúng ta thấy các ngày có thể là 1, 3, 5, 0, 1, 0, 3, 0, 5, tức là 1, 1 tháng 3 năm 2005 là cái ngày mà đề bài cho rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy là 0, 3, 0, 5, 0, 7. Cứ như vậy thì chúng ta thấy đến tháng 11 là hết tháng rồi. Như vậy chúng ta được là cho đến 0, 9, 11, 13. Vậy tổng thể là chúng ta chỉ được có 5 ngày thôi. Ok, đây là một bài dễ đúng không nào? Chúng ta tiếp tục bài số 9. Wow, bài số 9. Rất nhiều hình hình ảnh dưới đây thể hiện bốn cái miếng cardboard đây một hai ba bốn thầy đánh số luôn một hai ba bốn và bốn miếng này có thể ghép với nhau without ghép tức là mà không để khoảng trống và cũng không overlap tức là không chồng lên nhau để tạo thành những hình có thể various shapes tức là những cái hình mà khác nhau có thể một số các hình và những cái hình nào dưới đây không thể được tạo thành bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hình a hình a thầy sẽ đặt số 2 đây cái hình này coi như là hình số 2 còn cái hình dưới này sẽ là ghép của hình 1 hình 3 và hình 4 hình 1 chúng ta chú ý có cái bằng này thì là của hình 1 sau đó cái lồi này thì ghép với cái lõm của hình 4 và tiếp tục ghép với cái hình 3 tương tự hình B thầy cũng ghép được một xong rồi ghép với 4 xong rồi ghép với 3 và ghép với 2. Chúng ta chú ý chúng ta chỉ có hai cái điểm bằng này thôi. Hai cái hai cái vuông, hai cái cạnh vuông này thì chúng ta phải cẩn thận để chúng ta xếp. Tiếp theo hình C thầy ghép 4, hình 4 ở ngoài cùng. Sau đó ghép với cái 1. Ở đây là cái lõm của cái 4 sẽ ghép với cái lồi này của cái tròn lồi này của số 1. Tiếp theo ghép số 2 và số 3. Tương tự hình D thầy cũng ghép được. Đây là hình số 1. Đây là hình số 2 và đây cái này là hình số 3 tiếp theo là hình số 4. như vậy chỉ có hình e là không được chúng ta có thể làm cách này abcd đều được vậy thì còn e không được tuy nhiên chúng ta có thể phân tích thêm hoặc là chúng ta sẽ tiếp cận luôn đó là chúng ta thấy là những cái hình này nó đều có góc vuông tuy nhiên hình e thì không có góc vuông nào cả góc vuông đây chúng ta thấy một và hai đều có góc vuông như vậy hai cái góc vuông của một và hai nó đã bị khép ghép vào nhau và nó đã nằm ở giữa trong này bây giờ chúng ta hình